Bác Hồ, người đã cống hiến trọn đời mình cho dân tộc Việt Nam, trong cuộc đời làm cách mạng, người đã hy sinh hạnh phúc riêng để chăm lo cho hạnh phúc của nhân dân, tận tụy với sự nghiệp giải phóng, giữ gìn và phát huy sức mạnh Việt Nam. Trong đó, thế hệ thiếu niên nhi đồng được người đặc biệt quan tâm và dành cho tình thương yêu vô hạn. Có lẽ không một ai có thể quên được bài thơ kêu gọi thiếu nhi, bài đầu tiên Bác viết cho thiếu nhi vào năm 1941. Trong đó, Bác khẳng định: trẻ em như búp trên cành, biết ăn ngủ, biết học hành là ngoan. Và với tinh thần lạc quan tin tưởng vào ngày cách mạng thành công, Bác khẳng định một cách chắc chắn: bao giờ đuổi hết Nhật Tây, trẻ em ta sẽ là bầy con cưng. Tình cảm, sự quan tâm chăm sóc giáo dục của người qua những bức thư, lời dạy, bài viết gửi thiếu niên nhi đồng cả nước nhân dịp Tết thiếu nhi, ngày khai trường. Tết Trung thu mãi mãi khắc sâu, trở thành tài sản vô giá đối với thế hệ măng non nói riêng và dân tộc Việt Nam nói chung. Tình yêu thương rộng lớn của Bác Hồ không chỉ dành cho thiếu nhi Việt Nam mà còn dành cho cả thiếu nhi trên toàn thế giới. Đó là lòng nhân ái, tình yêu thương bao la của người dành cho nhân loại. Ghi nhận tình cảm bao la vĩ đại của Bác, tiến sĩ sử học nhà báo E.V. Kobelev viết: một trong những đặc điểm nổi bật nhất trong tính cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh là vô cùng yêu quý thiếu nhi. Người đã dành tất cả tấm lòng yêu thương của người ông cho hàng triệu trẻ em Việt Nam mà người đã gọi trìu mến là các cháu. Nhưng tấm lòng yêu thương và những lời dạy của người vẫn luôn đồng hành cùng thiếu niên nhi đồng cả nước, là di sản văn hóa vô giá của toàn đảng, toàn dân và của thế hệ trẻ nước ta. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.